Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến các bạn một ván đấu rất hay. Ván đấu vừa diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2019. Trận đấu thuộc khuôn khổ giải Long Lan Bôi và đây là trận đấu chung kết giữa Hồng Chí và Vương Thiên Nhất. Ở trận đấu thứ nhất, khi mà Vương Thiên Nhất cầm quân đỏ đã để Hồng Chí cầm hòa, thì ở lượt đấu trận thứ hai, với việc Hồng Chí cầm quân đỏ đi tiên thì hứa hẹn sẽ là một ván đấu rất là khó khăn dành cho Vương Thiên Nhất. Tuy nhiên thì ván đấu này thì cũng phải nói là cái bản lĩnh của Vương Thiên Nhất đã thể hiện được ở đúng chỗ khi mà ở đầu ván đấu thì Hồng Chí đã dồn ép Vương Thiên Nhất một cách cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên những cái chỗ quan trọng, những cái cần phải xử lý, những cái đầu lạnh đã được thể hiện ở Vương Thiên Nhất và điều đó đã đem về cho anh một ván đấu rất hay. Chúng ta cùng theo dõi diễn biến của ván đấu. Bước vào trận đấu thì Hồng Chí sử dụng khai cuộc tiên nhân chỉ lộ. Binh 7 tiến 1. Đối lại thì Vương Thiên Nhất lựa chọn khai cuộc chốt để pháo. Đối với tiên nhân chỉ lộ thì có hai hệ thống khai cuộc mạnh nhất mà bên đen có thể chống lại. Thứ nhất đó là pháo 2 binh 3 hình thành thế trận chốt để pháo đối tiên nhân chỉ lộ. Và thứ hai là binh 7 tiến 1 hình thành thế trận đối binh. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Vương Thiên Nhất đã sử dụng chốt để pháo và Hồng Chí cũng sử dụng một trong những phương án mạnh nhất của thế trận tiên nhân chỉ lộ, đó là đóng pháo vào trung lộ, tấn công trung lộ pháo 2 binh 5. Ở đây thì Vương Thiên Nhất lựa chọn biến phi hữu tượng, tượng 3 tiến 5. Nước tiếp theo thì Hồng Chí sử dụng cho mình một cái biến hóa mà có thể nói là hoàn toàn mới. Đó là cái biến rất là bất ngờ, tượng 7 tiến 9. Như chúng ta có thể thấy thì với việc bên đen đi pháo 2 bình 3 chơi chốt để pháo ấy, thì nó sẽ có hai mục đích. Mục đích thứ nhất sẽ là tấn công vào con tượng đáy. Và mục đích thứ hai sẽ không cho mã đỏ nhảy vào phía trong. Nếu nhảy vào phía trong thì đen sẽ tiến tốt 3 để có được một cái lợi thế nhất định. Tuy nhiên thì ở ván đấu này thì đỏ lại chơi tượng 7 tiến 9 chủ động né cái con tượng khỏi tầm ngắm của pháo 3, đồng thời mở đường cho con mã phát triển ở một đường khác. Đó là con mã có thể nhảy mã quỳ. Đây là một cái khai cuộc hoàn toàn mới lạ của Hồng Chí nghiên cứu, có lẽ rằng anh đặc biệt nghiên cứu để sử dụng trong ván đấu ngày hôm nay. Đáp lại thì Vương Thiên Nhất chơi một cách rất bình tĩnh và cả hai bên chơi khai cuộc thì có thể nói là gần như là xúc que. Khi mà tôi đã kiểm tra lại ván đấu thì hai bên những cái nước đi khai cuộc thì có thể chuẩn y như búc của xúc que vậy. Mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2 và pháo 8 tiến 4, phong tỏa con xe cánh phải của đỏ. Ở đây thì đỏ có, như các bạn thấy thì phát triển mã 8 tiến 6. Và đen cũng mã 2 tiến 4, cả hai bên đều đánh mã quỳ. Đỏ ra xe 9 bình 8 và đen mở binh 7 tiến 1. Có thể thấy sau 7 nước cờ thì cái hình đồ khai cuộc bên đen đã phong tỏa được cánh phải của đỏ. Với việc là pháo 8 tiến lên hàng tốt của đỏ cùng với việc là cái con binh 7 mở đường cho mã 7 và đè cái con mã 3 của đỏ. Như vậy thì có thể thấy khai cuộc bên đen đến bây giờ thì tạm gọi là mãn ý sau cái biến lạ của đỏ. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Còn cái vấn đề mà hai bên thông thạo khai cuộc đến đâu thì nó đòi hỏi ở những cái nước xử lý về sau này nữa. Thì điều đó Hồng Chí đã làm tốt hơn Vương Thiên Nhất để có được một cái ưu thế nhất định. Tuy nhiên thì sau khi có ưu thế thì Vương Thiên Nhất vẫn xử lý rất bình tĩnh với rất nhiều nước xử lý tốt, làm cho Hồng Chí gặp phải cực kỳ nhiều khó khăn. Và chúng ta cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của ván đấu. Pháo 8 bình 7. Như vậy thì cánh phải của đỏ được phong tỏa, bị phong tỏa và đỏ đã phát triển cánh trái. Trước nước pháo 8 bình 7 thì đen chơi binh 1 tiến 1. Ý đồ rất rõ ràng đó là thông đường biên, phát triển đường biên cho con xe ở lộ 1 và sẽ nhòm ngó cái con tượng 9 của bên đỏ. Đấy là ý đồ phát triển quân của bên đen. Và đen ngay lập tức thì tiến xe xuống tấn công vào con mã quỳ của đen. Đỏ tiến xe xuống xe 8 tiến 8. Gần như bắt buộc là phải chạy mã 4 tiến 6, không có phương án nào khác cả. Ở đây thì đỏ lợi dụng việc là đen mã 4 tiến 6 làm cho cái ngăn cản cái đường bảo vệ tốt đầu của con mã 7 và đỏ ngay lập tức đã nhảy mã 6 tiến 4 xuyên cung qua. Ý đồ rất rõ ràng là mở binh 3 tiến 1. Bây giờ thì bên đen đang có pháo nhòm tốt đầu, nhưng nếu pháo ăn tốt đầu thì đỏ cũng sẽ pháo ăn tốt đầu lại. Đen buộc phải lên sĩ. Khi đó thì đỏ sẽ lấy xe đấu xe và
Tạm thời thì bên đen bị thiệt nước một chút, còn cái con pháo chống đơn thương độc mã thì không thể tạo được cái gì nguy hiểm cho bên đỏ cả. Bên đỏ đơn giản chỉ cần đi phá năm thoái hai thôi. Đây ví dụ, như hình cờ này thì chúng ta có thể thấy là cái con xe đen của xe đen bên cánh phải rất là khó phát triển. Có một con pháo trống, nhưng mà con pháo trống đấy thì đang gặp nguy hiểm. Nếu mà không có động thái tích cực, đen sẽ đỏ sẽ chơi xe 8 thoái 5 và bắt chết pháo đen. Như vậy thì con pháo trống này lại chính là điểm yếu của bên đen chứ không phải là điểm mạnh. Con pháo trống chỉ mạnh khi có các quân phối hợp thôi, chứ còn một con pháo lạc ở trận địa của bên đỏ thì cũng không có gì uy hiếp cho bên đỏ cả. Chính vì vậy nên là Vương Thiên Nhất đã không lựa chọn phương án xị pháo 8 bình 5. Anh đã chơi xị 4 tiến 5. Và sau khi lên sĩ thì đỏ lập tức mở bình 3 tiến 1. Nếu mà chậm trễ thì sẽ bị đen vật phá vào đầu chiếu tướng và đầu xe lợn nước. Mở bình 3 tiến 1 thì đen cũng ăn qua, mã ăn lên và nhảy mã lên. Hai bên đều có mã đứng đầu tượng. Có thể thấy là mã của đen thì sẽ an toàn hơn mã của đỏ một chút khi mà có con tượng bảo vệ. Còn đỏ với việc có pháo đầu thì không có tượng để bảo vệ ở mã lộ hà. Khai cuộc này thì hai bên mỗi bên đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Có thể thấy là bên đen thì xe cánh phải chưa xuất động, nhưng mà cái đường xuất động của xe rất là rộng, xe hoàn toàn có thể chơi xe một bình 4. Thậm chí là bên đen còn có một cái gì đó khi mà không phong tỏa được cái cánh phải của đỏ. Tuy nhiên thì những nước đi về sau có thể thấy là Vương Thiên Nhất chưa nghiên cứu và hiểu rõ về cái thế trận này, và anh để cho Hồng Chí có được một cái lợi thế ở khai cuộc. Tiếp theo thì Hồng Chí vật phá 7 tiến 4. Ở đây nước binh 1 tiến 1 chính là cái sai lầm của Vương Thiên Nhất dẫn đến cái lợi thế của bên đỏ khi mà binh 9 ăn lên. Xe tiến lên thì cái cánh phải của đen đã trở lên rất là trống. Điều này làm cho đỏ ngay lập tức khai thác và kiếm được cái ưu thế nhất định. Xe 8 tiến 1. Đây có hai phương án. Phương án thứ nhất đó là phương án xị 5 thoái 4, và phương án thứ hai là pháo 3 thoái 2. Hồng Chí sau một hồi suy nghĩ thì anh chủ động chơi về sĩ, về pháo. Nếu về sĩ khả năng sẽ bị giật xe bắt pháo. Khi đó thì con pháo này chạy và cái con xe này sẽ nhòm con tượng này rất là nguy hiểm. Có lẽ là Vương Thiên Nhất không muốn điều đó nên anh đã chủ động thoái pháo về. Pháo 3 thoái 2. Ngay lập tức Hồng Chí chơi pháo 7 tiến 1 tấn công vào mã. Nếu nhảy mã lên thì dễ thấy là pháo sẽ vật tốt đầu, vừa là hơn tốt và vừa đang dọa ăn pháo chiêu bí, nên là Vương Thiên Nhất chơi xị 5 tiến 4 bảo vệ mã. Hồng Chí tràn mã lên và xe 1 thoái 1. Hình cờ này thì rõ ràng thấy là cái cánh phải của đen đang hơi yếu với việc là đang bị xe đỏ tấn công mà chỉ có một con pháo phòng thủ thôi. Đến đây thì theo số que đánh giá thì Hồng Chí đang ưu thế khoảng 100 điểm nếu Hồng Chí đi một phương án rất là hay, đó là quyết đoán bỏ quân lấy thế bằng nước pháo 7 bình 5. Ăn tượng lên thì sẽ là mã 4 tiến 3, tấn công vào tượng giữa. Tượng giữa chính là cái chân giữ pháo, và khi mà để mã mà ăn tượng ấy, thì khi đó con pháo này sẽ rất khó bảo vệ. Và một pháo đổi đôi tượng cùng với cái thế kiềm tỏa cái con pháo ở hàng đáy thì rõ ràng là bên đỏ có được một cái ưu thế nhất định. Tuy nhiên thì Hồng Chí lại không chơi như vậy. Những nước đi sau thì đã làm cho cái ưu thế giảm đi, và thậm chí là về bằng không khi mà cả hai bên đi chính xác. Tuy nhiên thì những nước đi tiếp theo thì cả hai bên cũng có một số nước đi mà chúng ta có thể thấy rằng các cao thủ cũng sẽ phải nhầm lẫn. Phá 5 bình 3 và phá 8 bình 7. Ở đây thì đỏ ăn xe đấu xe. Đến đây thì đen có hai cái khả năng chơi chính. Như chúng ta thấy thì thông thường thì ai cũng muốn vật tượng trước sau đó mới ăn mã về. Tuy nhiên theo góc nhìn từ máy tính, một cái nhìn rất lạnh lùng không có cảm xúc, họ chỉ một cái thiết bị chỉ tính toán dựa trên một cái cơ sở khoa học nào đó thôi, thì họ nói rằng pháo 7 tiến 3 là một nước cờ mà làm cho bên đen bị lép rất là nhiều với việc là khi mà pháo vật vật tượng lên sĩ mà ăn về thì bên đỏ có nước là pháo 7 thoái 2.
Như bạn thấy thì sau khi pháo 7 thoái 2 ấy, thì cái con pháo này đang tấn công vào mã để triệt tiêu đi một quân. Như các bạn thấy là triệt tiêu đi một quân bảo vệ tốt đầu. Đó. Nếu nhảy mã lên thì đỏ hoàn toàn có thể chơi tiếp tục chơi mã 4 tiến 6. Sẽ là rất khó xử dành cho bên đen. Chính vì vậy nên là software đánh giá là cái phương án này ấy, thì bên đỏ ưu thế rất lớn, ưu thế khoảng hơn 200 điểm cơ. Tuy nhiên thì software con người không thể nào bằng software được, và Hồng Chí đã lui mã về bắt pháo, và sau nước mã 3 thoái 4 thì điểm số ngay lập tức trở về cân bằng. Mã 3 thoái 4 bên đen chơi pháo 7 thoái 1. Mã 4 tiến 3 cũng là nhòm vào tượng. Mã 8 tiến 7. Tuy nhiên thì ở đây chưa thể ăn được vào tượng, bởi vì nếu ăn tượng có thể là ăn tượng lên thôi. Đó. Ăn mã vào tượng. Bây giờ thì đen hoàn toàn có thể lên tướng bắt mã. Nếu mã chạy thì đen chạy pháo. Xe bắt đây thì pháo khép vào thôi. Và bây giờ thì với việc là kém quân cộng với việc các quân của đỏ đều bị ngập này, quân của đen cũng đe dọa tấn công vào thế trận của đỏ, thì đến đây thì đỏ đã không thể chơi được cái phương án này. Vừa rồi thì với cái thế kiểm tỏa lẫn nhau thì đỏ có thể bỏ pháo trước và đổi đối tượng, nhưng ở đây thì không, và Hồng Chí cũng không lựa chọn phương án đó. Hồng Chí chơi pháo 3 tiến 2, đây cũng là nước đi mà theo máy tính đánh giá là nước đi mạnh nhất. Những nước tiếp theo thì cả hai kỳ thủ đều xử lý rất tốt. Vương Thứ Nhất chơi pháo 7 thoái 1 và về tượng dành cho đỏ. Pháo 3 bình 4. C8 thoái 1. Ở những nước về sau ấy thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi đánh giá là Hồng Chí nghĩ rằng anh vẫn là người được ưu thế với vị quân đang tràn sang thế trận của bên đen. Tuy nhiên thì Software đang đánh giá là cân bằng. Cái việc mà nhận định sai về tình thế làm cho Hồng Chí quá ham tấn công để cho lợi thế dần thuộc về Vương Thiên Nhất. Chúng ta cùng xem các cái kế hoạch tấn công của Hồng Chí và những cái nước đỡ của Vương Thiên Nhất. C7 bình 6 đang chuẩn bị mở pháo ra để tấn công vào cánh phải của đen. Ra tướng trước bình pháo, ra xe bắt. Những nước nhấp và pháo 4 bình 1 cản pháo lại. Như vậy là sau một số nước cờ thì đỏ vẫn chưa thể nào có được cái thế tấn công. Tuy nhiên thì đỏ có thể mở được binh 7 sang sau. Đấy cũng là thấy rằng cái những cái nước tính rất sâu xa của Hồng Chí. Tuy nhiên thì đến đây đen cũng hoàn toàn có thể phòng thủ được. Với việc đỏ hơn tốt qua sông nhưng mà đen lại hơn một tượng thì thế cờ này vẫn là cân bằng. Tiến xe bắt tốt đầu và rẽ tốt 7 bình 6 mở mặt xe. Ngay lập tức thì xanh thoái xe về bắt pháo bắt tốt. Lại là tiến pháo xuống. Ăn xe xuống tốt. Ý đồ vẫn là tấn công vào cánh phải của đen. Tuy nhiên thì đơn giản chỉ cần xe 4 bình 3 thôi. Nếu chiếu thì về đấu xe. Và bên đen thậm chí là quy tàn hơn một tượng. Đỏ không hề muốn việc đó xảy ra và đã chơi tượng 7 tiến 5. Đen vào tướng. Pháo thoái 1 và pháo bình 4. Ở đây thì sau nước mà C8 thoái 2 thì đã là một cái sai lầm rất lớn dành cho bên đỏ. Khi mà cái bên đen có nước cờ là pháo ăn vào tượng làm cho bên đỏ vỡ hai tượng và sẽ là rất là nguy hiểm dành cho bên đỏ. Lên sĩ. Trước khi vật pháo lên sĩ thì Vương Thiên Nhất đi một nước cờ rất kinh nghiệm, đó là bình xe bắt pháo làm giảm thuật tầm hoạt động của xe pháo đỏ. Pháo vật sĩ bắt mã và pháo bình ra biên. Đến đây thì có thể thấy rằng cái thế tấn công của bên đen đang là rất mạnh rồi, với việc là hàng phòng ngự của đỏ chỉ còn duy nhất một con sĩ thôi. Những nước đi tiếp theo thì Hồng Chí đã để Vương Thiên Nhất dứt điểm một cách rất là gọn gàng. Chúng ta cùng xem. Đến đây thì đỏ đang kém quân và kém thêm một sĩ nữa. Lên mã bắt pháo. Tiến xe bắt tốt đầu. Nhảy mã giữ tốt đầu. Đâm chiếu lên tướng. Mã 6 tiến 5. Hỏi đấu mã bắt pháo và dọa chiếu tướng. Hết cờ. Đỏ bắt buộc phải ăn mã về, ăn xe vào. Bình pháo, bắt xe, bắt pháo.
xếp 5 bình 7 bắt cục. Thoái ăn pháo về và đơn giản xuất tướng vừa bắt cục và vừa bắt pháo. Đến đây thì Hồng Chí thấy rằng bên mình vừa kém thế và lại vừa kém quân nữa, và anh đã chấp nhận thua và nhường chức vô địch dành cho Vương Thiên Nhất. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng Vương Thiên Nhất trong một số giải gần đây có được một cái phong độ không thật sự tốt, nhưng mà cái đẳng cấp thì vẫn là một cái không thể phủ định được ở Vương Thiên Nhất. Và anh là người mà vô địch cực kỳ xứng đáng trong giải đấu lần này, lĩnh chọn phần thưởng tương đương với 700 triệu đồng Việt Nam. Vâng, như vậy là phần bình luận ban đầu đã kết thúc tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cho tôi cũng như là diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Rất mong mọi người yêu thích video thì hãy like, chia sẻ cũng như là bấm theo dõi cho kênh của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.